Chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với channel của TG Deadlab. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ làm một cái series khá là mới mang tên là Những Điều Khó Nói. Thì những điều khó nói là những cái điều khiến cho những cái cặp đôi khi mà đang yêu nhau sẽ khó mà có thể nói ra được. Vì những cái chuyện này á, nó cứ dần dần nó in sâu vào trong lòng, mình không có thoát ra được. Mình cảm thấy xích mích với nhau, mình cãi nhau và nặng nhất là mình chia tay. Anh nghĩ có một cái tệ hơn cả chuyện chia tay nữa, đó là cứ âm ỉ sống với nhau qua ngày và chịu đựng cái đó, kiểu giống như là ở trong tù vậy. Mặc dù hai người thương nhau, thân nhau nhưng mà ngại nói tại vì sợ đối phương buồn. Đúng rồi. Thì trước đó tụi mình đã đăng một cái link confession lên để các bạn có thể gửi ẩn danh những cái điều mà các bạn khó nói ra. Và mỗi đợt tụi mình sẽ lựa chọn ra một câu hỏi, một cái câu chuyện để có thể kể cho mọi người, và có thể là nói lên quan điểm của TG và Deadlab về cái câu chuyện đó, và bày mọi người cách làm sao để có thể nói với đối phương một cách thật là tế nhị để thay đổi. Đúng rồi, và đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ là nên có cả hai đứa nói, cho nên đó là lý do vì sao các bạn sẽ thấy clip lần này sẽ có mặt cả hai đứa. Và chúng ta sẽ đến với câu chuyện của đợt lần này. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Anh ấy hơi vô tư, không quan tâm tới cảm nhận của em lắm. Hai đứa đi chơi là anh ngồi chơi game suốt buổi. Tính em nóng lắm mà từ lúc quen tới giờ gần 7 tháng em kiên nhẫn hẳn ra, nói ra lại mất công cãi nhau nữa. Bạn em nói em giỏi chịu đựng ghê luôn. Bạn này chịu 7 tháng còn em chịu Valon ha. Không đến mức mà đi chơi người yêu mà chơi game, nhưng mà bấm điện thoại. Không, tại vì mình phải phân biệt rõ nha. Tại vì anh sẽ có những cái ngày mà anh hẹn hò, đúng không? Những cái buổi hẹn hò, ví dụ như đi coi phim, những cái ngày anniversary, những cái buổi như vậy thì chắc chắn là anh sẽ không đủ sử dụng điện thoại rồi. Ít không sử dụng. Ít. Không sử dụng. Ít. Còn lại những cái buổi mà thật sự, ví dụ như tụi mình tối đó xong rồi rảnh quá đi ăn với nhau, hoặc là đi dạo thì có thể là anh sử dụng điện thoại nhiều. Nói thì là bào chữa, nhưng mà rõ ràng là một phần là vì công việc. Khách hàng cứ hối liên tục, rồi các bạn đối tác cứ hối liên tục, vì thế là mình phải trả lời. Với lại có một cái hội chứng anh nghĩ là anh bị á, là bị nghiện mạng xã hội á. Thậm chí cái này không phải là những giây phút đi với em đâu, mà mọi giây phút luôn. Thậm chí là khi anh đang ăn cơm mà anh thoát cái điện thoại ra, anh cảm giác có một cái gì rất là bất an, sau thỉnh thoảng anh phải lôi cái điện thoại đó. Em đã từng quan sát rồi, đó là anh thả cái điện thoại đó theo ý của em. Lúc đó anh không có công việc nhưng mà anh vẫn mong chờ ai đó tạo cho anh công việc. Em quan sát, ví dụ lúc đó 7:01 rồi đúng không, thì anh bấm một cái là 7:01, xong hồi sau anh ngồi anh coi phim với em một xíu, cái anh bấm cái nữa là 7:02, cái anh bấm cái nữa là 7:03, tức là anh không thể rời khỏi cái điện thoại quá một phút. Không, anh biết á, ý là khoảng thời gian trước thì anh không biết, nhưng mà khoảng thời gian gần đây anh cảm giác là anh bị lệ thuộc khủng khiếp luôn. Nếu mình mà bị thiếu cái điện thoại đó đi á thì mình cảm giác như mình bất an khủng khiếp luôn. Nếu vậy thì anh lúc đó anh có nghĩ em đang cảm thấy như thế nào không? Anh nghĩ trong khoảng thời gian đó anh bảo vệ cảm xúc của anh trước đó. Nó giống như kiểu là tao đang bị sốt, tao phải kiếm một cái chăn để tao đắp. Thì đây cũng vậy, cái cảm giác nó y chang như vậy đó. Là anh đang cảm giác anh thèm cái điện thoại quá nè. Đúng rồi, giống như nghiện á, đúng rồi á. Nếu vậy thì sau đoạn chia sẻ của bạn nữ thì anh cũng biết là có rất nhiều người có cảm xúc giống em. Đó là khi mà hai người cùng làm một cái gì đó nhưng mà người yêu của mình lại tập trung chơi game hay là cầm điện thoại làm một cái gì đó. Rồi anh thấy anh may mắn hơn các bạn á, là bởi vì em sẽ nói thẳng, em kêu là anh ăn đi hay là anh chơi game, anh coi phim với em đi đó. Em cũng nghĩ là các bạn có nói nhưng mà bạn em không chịu thay đổi. Anh có nghĩ gì không? Nói vậy thì cần một cái sự nhận thức với lại cần một cái sự quyết tâm rất là lớn từ phía bạn nam. Tại vì bạn nam biết là điều đó sai á, bạn nam biết là còn phải dành thời gian cho bạn nữ nhưng mà bạn nam lại muốn bảo vệ cảm xúc của mình hơn, muốn cái vui của mình nhiều hơn. Giả sử đi, giả sử mà trong trường hợp về công việc thì sao? Những cái khoảng thời gian khác thì em rất là ok khi mà anh tập trung làm. Hoặc là có những lúc mà anh giải trí thì anh cũng rất là tập trung. Nhưng mà khi mà tới bữa với em hay là đi chơi với em thì chỉ mất có nửa tiếng hay một tiếng, hoặc thậm chí có những bữa ăn ít hơn là chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà anh vẫn chưa thực sự tập trung. Sẽ có một cái trường hợp mà anh nghĩ là cũng nên thông cảm với các bạn nam. Ý là thông cảm nghĩa là mình hiểu được cái đó, đừng có oán trách mà cố gắng sửa đổi, là chấp nhận bạn nó đang bị bệnh. Bị nghiện. Anh nghĩ là đó là một cái bệnh luôn á, đối với anh nó là cái bệnh luôn á. Cái cảm giác đó cực kỳ khó chịu luôn á. Anh nghĩ đó là một cái cảm giác bị bệnh thật sự luôn. Đó là cái trường hợp của anh. Cái trường hợp mà thật sự là bạn cảm giác bất an, khó chịu, bức rứt, điên cuồng giống như bạn thèm thuốc vậy á. Là khi nếu như bạn bị tách cái điện thoại bạn ra. Kiểu bất an. Đúng rồi.
Đó là cái trường hợp một. Còn cái trường hợp thứ hai, mà cái trường hợp mà anh nghĩ là nếu đang đi hẹn hò xong rồi lôi máy ra chơi game các kiểu, thì anh nghĩ một nguyên nhân cũng lớn nữa, đôi lúc là bạn nữ thì đau đớn vì bạn nam chơi game, nhưng có một cái điều anh nghĩ cũng có thể là chính hai bạn đó không có được một cái buổi hẹn hò hoàn hảo. Không có nói chuyện, không kết nối. Dạ dạ dạ. Nghĩa là hai bạn đang ngồi hẹn hò ở đây nè. Thế là một hồi sau im lặng. Im lặng xong rồi mẹ mày ngồi đó, xong tao cũng ngồi đó, xong không biết nói gì. Cười cười nhau một cái, thế là hai đứa cầm điện thoại ra. Thì anh nghĩ là một trong những cái giải pháp tốt nhất đó là hẹn hò ra hẹn hò. Đừng có cố gắng mà mỗi ngày sẽ phải làm một điều gì đó mà nó không thoải mái. Thì anh nghĩ đó là một cái solution cũng khá là tốt. Chứ bây giờ anh nói đơn giản, đơn cử, bây giờ bạn kêu hai đứa hẹn hò một cách đi xem phim thì thách nó lưu điện thoại ra chơi. Đó rồi. Đúng không? Hay là ví dụ như hai đứa đi quán cà phê mèo đi, uống cà phê cùng đường mèo, cùng ngồi dọn dắt hay là cùng quay những cái clip với nhau, thì anh nghĩ là làm gì còn thời gian mà bạn nó sử dụng điện thoại được. Nếu vậy thì trước cái buổi hẹn đó hai người nên chuẩn bị cho mình trước 1, 2, 3 câu chuyện để có thể nói với nhau. Chuẩn bị trước một cái thái độ rất là tốt để khi mà hai người gặp nhau và đi về thì sẽ đều vui vẻ, đúng không? Thật ra cái đó nó sẽ tốt nếu như mà em lần đầu tiên hẹn hò. Còn nếu như em đã hẹn hò lâu rồi, ý là dạng những bạn mà từ khoảng anh nghĩ đâu đó khoảng 3-4 tháng trở lên á, thì cái chuyện mà mỗi lần mà phải chuẩn bị như vậy rất áp lực. Anh nghĩ là chỉ có đúng một cái mindset thôi, một cái suy nghĩ duy nhất thôi, đó là mỗi lần hẹn hò hãy hẹn hò cho đáng, hãy biết chắc chắn chúng ta sẽ làm cái điều gì đó trong buổi hẹn hò. Chứ không phải là ngày nào cũng lôi nhau đi như thế, xong rồi cuối cùng cái cuộc tình nó nhạt và cuối cùng mình chỉ có xuất hiện những cái khoảng thời gian trách móc chứ không có vui với nhau. Cho nên anh nghĩ một cái solution duy nhất thôi, đó là hẹn hò thì ra hẹn hò. Và nếu như ai mà bị bệnh như anh thì anh nghĩ là phải tập thôi, phải cai nghiện thôi. Lâu lâu mới đi chơi thì áp dụng cách của anh được. Còn như em với anh thì thường xuyên ăn với nhau thì khắc phục như thế nào? Anh có hướng khắc phục không? Có những bạn gặp nhau thường xuyên hoặc là sau này lấy nhau về, đó là chuyện xa nhưng mà cũng nên tính, đúng không? Anh nghĩ là những bạn mà bắt đầu mà yêu nhau quá lâu hoặc đến mức mà cưới nhau, chắc các bạn cũng không có đau khổ vì chuyện này đâu ha? Không phải là đau khổ, chỉ là hơi buồn. Có một số người người ta sẽ quen với chuyện đó, thấy cái bữa ăn nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà với em á, thì cái chuyện đi ăn nó là một cái buổi để kết nối. Nhưng mà vấn đề ở đây là với em là đi ăn với anh là một buổi để kết nối, nhưng mà anh lại không thấy câu chuyện gì được xây dựng lên. Anh với em cùng ăn và cùng coi một bộ phim gì đó đi, anh lại cảm giác cái chuyện đó nó chán với anh, và cuối cùng anh vừa ăn vừa chơi điện thoại hay sao? Ý là với em ok, cái bộ phim nó có thể là nó vui đó. Thì anh sẽ phải tìm một cái solution nào đó để hai đứa mình có thể kết nối thay vì cứ âm thầm chơi một mình. Nếu như mà cái vấn đề đó được đưa ra thì ok, chúng ta sẽ cùng cố gắng với nhau thì cái chuyện đó là easy rồi. Nhưng mà đối với nhiều bạn á, cái chuyện đó nó diễn ra quá tự nhiên đi, em hiểu không? Nếu vậy thì ở trong vai trò bạn nữ thì em nên nói gì với anh để anh có thể bớt cái chuyện đó đi? Anh nghĩ với anh thì đơn giản thôi, với anh thì em chỉ cần nói thẳng là anh ok mà. Ý là chỉ cần nói thẳng thôi, anh sẽ nói ra được cái cảm xúc của anh. Quan trọng là anh sẽ nói ra được, anh không có điện thoại, anh sẽ bị như thế này. Nhưng mà em phải hiểu nữa. Em phải hiểu cho anh được cái chuyện đó. Nếu vậy thì em sẽ nói phải thẳng. Nói chuyện nhiều với anh hơn để anh có thể. Nhưng mà anh nghĩ đầu tiên phải là nói thẳng với anh. Kiểu em muốn trong những cái bữa ăn như thế này chúng ta tập trung với nhau. Thì kiểu vậy thôi. Vậy thì bạn nữ đó nên nói với bạn nam là hay là mình nói chuyện với nhau một xíu, hay là mình vạch ra kế hoạch đi đây đi đó, rồi xong rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng chơi game hả? Kiểu vậy hả? Để vẹn cả đôi đường. Anh nghĩ là đầu tiên là nên hỏi về cảm xúc của bạn trai. Ví dụ nếu là anh nha, anh sẽ bảo là anh ơi, thật sự là những bữa ăn á, mà khi mà anh ngồi chơi game á, em chả biết phải làm gì cả và em cảm thấy rất là lạc lõng. Còn nếu là mà bạn nam mà lì quá vậy thôi thì sao ta? Anh nghĩ không một thằng đàn ông nào có bồ mà có một cái tính cách, tại vì thường cái tính cách như vậy là chắc chắn không có bồ rồi. Kiểu mà không, anh thích chơi game trong lúc hẹn hò với em thì anh nghĩ là không thể nào có bồ được. Đó là về phương diện của bạn nam đúng không? Còn bạn nữ thì cũng phải nhẹ nhàng như hồi nãy anh nói. Thì đó anh nói được rồi, tiên phải là. Chứ ví dụ em kêu nè, sao đi chơi với em mà chơi điện thoại hoài vậy? Bữa sau ở nhà luôn đi. Thì dĩ nhiên là ở nhà luôn. Dĩ nhiên anh em ở nhà luôn. Sẽ goodbye. Ý anh nó nói là thằng đàn ông á, muốn thay đổi thằng đàn ông thì điều đầu tiên là không được là kẻ địch của nó. Trước tiên là bạn phải đứng cùng phe với nó, đúng không? Bạn có đứng cùng phe, bạn mới có đứng cùng chiến tuyến, bạn mới đưa ra một cái đích. Ok, anh với em cùng đi đến đích. Còn lại nếu như mà em ở bên này nè, em kêu anh phải đấu với em về cái chuyện đó thì cuối cùng chắc chắn cả lộ. Em vừa mới nghĩ ra là sẽ có một cái trường hợp là bạn nữ trả thù bằng cách chơi điện thoại luôn. Xong mà thường là vậy, thường là không phải trả thù đâu, nhưng mà thường là vậy.
À, thường là vậy. Ví dụ như em gặp một người nào đó, đừng có nói là nam nữ yêu trong, em gặp một người nào đó, tự nhiên người đó đùng một cái lấy điện thoại ra nghe điện thoại, hay là đùng một cái đi check tin nhắn hay là check inbox các kiểu, chắc chắn phản xạ qua em sẽ lấy điện thoại em làm chuyện khác. Một là cho đỡ quê, cái chuyện nó đỡ quê nó quan trọng lắm. Và thế là cứ im, cho nên đầu tiên tóm cái quần lại là điều đầu tiên là bạn nữ nên hiểu cảm xúc của bạn nam và nói cách nhẹ nhàng, nói thẳng cho biết cảm xúc của bạn, hiểu được cảm xúc bạn nam, và sau đó cả hai bạn cùng nhau thay đổi. Nhưng mà nói như thế nào là một nghệ thuật? Thực ra game hay là thuốc lá hay là một cái thứ gì gây nghiện á, vô tình bạn nam thì trước đó đã có rồi mà bị nghiện rồi, thì bây giờ để giúp bạn nó thoát ra, thay vì bạn đứng đó mà chửi. Ngày xưa nhớ không, mẹ mình chửi mình hoài, mình đâu có nghe đâu, không rõ ràng, nhưng mà bồ mình đứng về phe mình chỉ còn nói cái gì đó là mình thay đổi được. Vấn đề đây là phải cho thằng con trai đó là nó đang ở chung phe với mình. Ok, là phải thấu hiểu trước, nói chung tiếng nói rồi mới thay đổi được. Đúng rồi. Thiệt là tâm lý. Để em thử nha, review lại. Ok. Không biết là qua câu hỏi này thì tụi mình có giải đáp được thắc mắc cho bạn cũng như là một vài bạn nữ hay bạn nam khác cùng trường hợp hay không. Nếu mà thấy thiếu gì thì các bạn cứ comment ở dưới nha. Hoặc là các bạn có một cái phương án gì hay hơn, các bạn cứ nói thẳng ra. Bày tư duy, bày cho tư duy. Bày cho tụi mình. Chứ 7 năm rồi tư duy thấy không áp dụng hiệu quả để trị ông này được. Rồi, bye bye đi anh, bye bye đi. Bye bye.